Chào cả nhà. Đến với kênh YouTube nuôi dạy con thông minh. Như thường lệ, thầy cô, bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình đăng ký kênh, giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trong cái video lần trước thì mình đã có một cái chia sẻ về cái cách chúng ta đi giải những cái bài toán dạng tìm số lượng hình vuông và hình hình tam giác. Trong cái video lần trước thì mình đã có chia sẻ một cái cách tính số lượng hình tam giác được bao quanh bên ngoài bởi một cái hình tam giác lớn như là cái hình này mình sẽ để link ở phía dưới thầy cô bố mẹ chưa xem thì mình bấm lại mình xem lại cái cách tính số lượng hình tam giác được bao quanh ở bên ngoài bởi một hình tam giác lớn thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn tiếp cái cách tính số lượng hình tam giác được bao quanh ở bên ngoài bởi một hình vuông hoặc là hình chữ nhật mình sẽ có bốn cái hình này một hai ba bốn và yêu cầu mình đi tính số lượng hình tam giác của từng hình. Đầu tiên là hình số 1. Mình sẽ đánh số thứ tự. 1 2. Đối với cái hình số 1 này mình nhìn vào. Mình sẽ tính ra được thấy luôn được là số lượng bao nhiêu hình tam giác. Tuy nhiên đối với những cái hình nó chia rất là nhỏ, nó phức tạp thì cái cách nào để mình tính cho nó nhanh và nó chính xác thay vì việc mình ngồi mình đếm số lượng từng cái hình một như vậy nó sẽ rất là dễ nhầm lẫn rồi đầu tiên là bốn cái hình đơn giản này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta tính đó là chúng ta sẽ đánh số thứ tự sau đó chúng ta gấp đôi nó lên rồi đối với hình số 2 này mình sẽ đánh số lượng từng hình tam giác đơn lẻ một một hình hai hình ba hình bốn hình rồi bốn mình nhân hai lên là được 8 có tất cả là 8 hình tam giác. Tương tự đối với hình số 3, mình cũng sẽ đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2 là bằng 12. Mình sẽ có 12 hình tam hình tam giác. Tương tự đối với cái hình số 4 này, mình cũng sẽ đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 này mình sẽ gấp đôi lên. 8 x 2 là bằng 16. Mình có tổng cộng là là 16 hình tam giác. Ok ha. Đây là những cái hình nó hơi đơn giản một tí. Tiếp tục mình sẽ đi qua những cái hình nó phức tạp, nó sẽ chia nhỏ hơn nữa thì mình áp dụng như thế nào để giải những cái bài toán như thế này. Tiếp theo sẽ là đến một số cái hình nó có cấu tạo nó hơi phức tạp một tí là nó sẽ ghép từ nhiều cái hình lại. Như là cái hình này là tính số lượng hình tam giác được ghép từ hai cái hình tứ giác này các bạn. Còn cái hình dưới này là được ghép từ ba cái hình tứ giác. Thì cái cách tính giống cũng giống như cách tính phía trên. Là hình này mình sẽ có 8 hình tam giác. Chỗ này mình cũng có 8 hình tam giác. 1, 2, 3, 4 này các bạn. 4 x 2 là được 8 ha. Mình sẽ có tổng là 8 cộng 8 này. Tuy nhiên, đối với cái hình mà nó ghép lại từ hai hình tứ giác như thế này. Thì mình sẽ cộng thêm cho 2. Cộng thêm cho 2. Tổng của mình sẽ là bằng 10, 18 hình tam giác và hai này từ đâu ra đây các bạn một hình tam giác này hai hình tam giác này ok ha có nghĩa là nếu mà ghép lại từ hai hình thì mình sẽ cộng hai một lần ghép lại từ ba hình như dưới này thì mình sẽ cộng hai hai lần sẽ là chỗ này sẽ là 8 này các bạn 8 8 8 thì sẽ là 8 cộng 8 cộng 8 và cộng thêm cho 2 cộng thêm cho cho 2. Là ghép lại thành ghép lại từ 3 hình thì mình sẽ cộng 2 hai lần. Ghép lại từ 4 hình thì mình sẽ cộng 3 ba lần. Tổng của mình sẽ là 20. Có tất cả là 28 hình hình tam giác. Ok ha. Tương tự nếu mà ghép lại từ 4 hình. Có nghĩa là thêm một hình phía ngoài này nữa. Thì tổng của mình sẽ là 8 cộng 8 cộng 8 cộng 8 và cộng thêm cho 2 3 lần cộng 2 cộng 2 cộng cộng 2. Tổng của mình nè, 10 20 30. Mình có tất cả là 38 hình hình tam giác. Ok ha. Rồi mình sẽ qua một cái hình đặc biệt cuối cùng. Cuối cùng là tính số lượng hình tam giác của cái hình có cấu tạo từ 3 hình tứ giác tuy nhiên được sắp xếp rất là lộn xộn như thế này. Thì cái cách tính như thế nào? Các bạn lưu ý nè. Tổng mình có 8. 8. 8. Thì sẽ là 8 cộng 8 cộng 8. Và mình sẽ cộng thêm 2. 2 lần. Các bạn lưu ý nè. Một lần là từ cái hình. Đây. Hai hình này. Và một hành, một lần là từ hai cái hình này. Thì mình sẽ có cộng 2. Cộng 2. Và cuối cùng sẽ là cộng thêm một một này ở đâu ra các bạn lưu ý này một này chính là cái hình tam giác được cấu tạo từ ba cái hình tứ giác này là cái hình này các bạn các bạn để ý các bạn sẽ thấy này đây là hình này đó, đó là cái hình này là cái hình nó sẽ liên quan đến cả ba cái hình tứ giác luôn là mình sẽ cộng thêm một các bạn lưu ý ha có nghĩa là cái cách thì mình sẽ đi tìm từ những hình đơn hình 2 hình 3 ok ha rồi tổng của mình sẽ là bằng 20 29 hình hình tam giác rồi mình sẽ tạm dừng cái video ở đây đây là cái cách tính số lượng hình tam giác rất là hay các bạn các bạn ủng hộ kênh mình sẽ chia sẻ video để ủng hộ kênh